Bữa nay thì bão nó cũng tan rồi, nó thành áp thấp nhiệt đới, nhưng mà mình dắt chiếc xe ra mình đi thì nó vẫn rất là dơ. Đó, bạn thấy là chiếc xe mà nó sạch sẽ, nó đẹp như vậy, mà đi ra ngoài trời mưa thì về rửa rất là cực. Thì sẽ có rất là nhiều bạn sẽ cảm thấy là tiếc dữ lắm, tiếc cái công mình rửa với lại cái xe mình đẹp quá trời mà đi ra trời mưa thì sao dám đi. Đó, nhất là những cái gầm máy đồ á thì rửa rất là cực và khó, tại vì những cái khe nó khá là nhỏ. Thì anh em đừng có lo lắng về cái vấn đề đó nữa, tại vì á mình có bán sản phẩm là nước rửa xe Sonat. Thì cái nước rửa xe Sonat thì có cái gì hay hơn những cái nước rửa xe khác? Đó, thứ nhất là nước rửa xe Sonat đó thì nó sẽ làm cho những cái bẹp, những cái dơ, những cái cặn bẩn đó nó sẽ ra nhanh hơn những cái nước rửa khác, cũng như là sau khi mà mình rửa thì cái bề mặt của xe mình nó sẽ bóng hơn, sẽ đẹp hơn, và nó sẽ có một cái lớp phủ để như giống như kiểu dạng mà trôi nước nhanh đó. Nhưng mà cái hiệu ứng này thì nó cũng ít thôi chứ không có nhiều. Riêng bề mình cảm thấy là cái nước rửa xe khá là tốt, rửa lên thì các bạn thấy là những cái bề mặt của xe mình nhìn thấy nó bóng mà nó đẹp hẳn ra. Tuy nhiên nó không bóng giống như là mình đánh bóng. Nếu mà như mình đánh bóng nó ngon hơn đánh bóng thì mấy chai đánh bóng người ta đâu có sản xuất được. Nhưng mà mình rửa xong thì những cái giống như là cặn bẩn, vết bẩn đồ mình rửa mình thấy cảm thấy là nó ra rất là nhanh và sạch sẽ. Đó, cái xe thì nó rất ok. Giá của một chai là 145.000, thì các bạn có thể là mua ở ở đâu cũng 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 được. Tuy nhiên thì mua ủng hộ mình thì mình cảm ơn nhiều. Ở xe mình thì đi được gần 13.000 cây rồi, thì các bạn thấy là cái chất lượng mà của một chiếc xe mà đi 13.000 cây thì rất là nhiều. Xe mới đi tầm khoảng 2.000 3.000 cây là các bạn thấy là nó rất là cũ rồi. Tuy nhiên thì chiếc xe 13.000 cây của mình nó ngon lành và đẹp đẽ như thế này thì rất là nhiều người mà khi mà tiếp xúc mà nhìn chiếc xe mình thì không thể nào mà đoán được là chiếc xe mình đi bao nhiêu cây cây số, cùng lắm mà chỉ có 2.000, 2.500 cây hoặc 3.000 cây thôi. Đó là các bạn biết là cái chất lượng mà của cái nước rửa xe Sonat khi mà mình sử dụng mình rửa cho chiếc xe mình. Thì nước rửa xe Sonat thì nó có thể là rửa được cho xe hơi, xe ô tô nữa. Mình sẽ quay cái sản phẩm cho các bạn dễ 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 hình dung. Đây đây là nước rửa xe Sonat, một chai này là 1 lít của Đức luôn. Đó là 1 lít. Thì Sonat này thì nó chỉ có một loại nước rửa màu vàng này thôi nha các bạn, không có một cái loại nào khác nữa hết á. Sonat thì nó có 2 loại, một loại nước màu xanh dương, một loại nước màu vàng. Nước màu xanh dương thì mình không thể nào mình xài được hết, tại vì trong cái điều kiện mà nước của Việt Nam mình nó không có được đảm bảo. Lý do tại sao nước là không đảm bảo, nước Việt Nam mình nó có tạp chất như nước giếng đồ á và nước máy đồ thì nó không có, nó có cái tạp chất ở trong đó, nó sẽ không có đạt được cái hiệu quả cao khi mà mình rửa cái chai nước Sonat màu xanh đó. Nước màu xanh đó thì nó sẽ giúp cho cái nước nó sẽ mau khô, mau bốc hơi hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì nó phải sử dụng chung với lại nước rửa phải tinh khiết. Đó. Cho nên là nước rửa màu vàng Sonat này là một cái loại nước rửa mà nó rất là ok. Mình sử dụng cho những cái điều kiện của Việt Nam mình, nước Việt Nam mình là rất là xài nữa cũng ok, không có ảnh hưởng gì hết. Đó. Cái công ty Sonat là một cái công ty mà hàng đầu, có rất là tiếng tăm rất là lớn trong cái lĩnh vực mà nước rửa xe cũng như là những cái sản phẩm mà chăm sóc đánh bóng hay là xó xước của xe. Đó, cho nên là mình sử dụng cái sản phẩm mà của một cái công ty có tiếng tăm thì mình vẫn cảm thấy là nó ok và nó đứng đầu so với những cái sản phẩm cùng loại khác trên thị trường. Thì rất là nhiều sản phẩm, tuy nhiên thì không phải là cái nào cũng cũng tốt, cũng mang lại cái hiệu quả hết. Đó. Thì mình chia sẻ với anh em về cái sản phẩm cũng như là mình bán cái sản phẩm này thì anh em có thể là yêu quý, yêu thích mình, cũng như là ví dụ như mình giới thiệu cho anh em biết về cái sản phẩm thì có thể là ủng hộ mình, thì mình rất là cảm ơn cái vấn đề này. Còn nếu mà bạn nào mà có thể là mua những chỗ khác thì coi như là mình giới thiệu cho các bạn biết để xài thôi. Đó. Giúp đỡ một người, hai người và là rất là nhiều người, đó là cái tâm nguyện của mình khi mà mình làm cái clip.
chứ không phải là mình giới thiệu về sản phẩm, giới thiệu làm clip thì mình phải bắt buộc các bạn mua của mình. Quay về xe đó thì tại vì bây giờ mình đang bán hết xe nhỏ rồi, mình không có làm clip về xe nhỏ. Thì cái nước rửa xe này có thể rửa cho mọi loại xe nha, chứ không phân biệt là xe mô tô hay là xe nhỏ đâu. Người ta rửa xe hơi cũng rất là nhiều các bạn. Nước rửa này rất là kinh tế. Một nắp của nước Sonat đó thì có thể là pha ra được 4 tới 5 lít nước. Ví dụ như mà mình rửa ít hơn, mình rửa nửa nắp thì mình pha tầm 2 tới 3 lít. Thì cái đó là do mình nhắm thôi, chứ thực tế cũng không ai mà đi lấy đồ mà đông từng lít nước ra để rửa hết á. Thì mình cứ nhắm chừng thôi. Mình có những cái cây cọ chà lốc máy rồi bao tay vải rửa xe. Thì thay vì các bạn mà sử dụng cái khăn để mình nhúng vô xà bông rồi mình rửa, thì bây giờ mình sẽ mang cái bao tay đó vô, nó có những cái lông, thì mình sẽ rửa nó sẽ nhanh hơn và rất là ok, nó không có bị đứt tay mình. Ví dụ như mình đút vô những cái phần mà ốc đồ trong lốc máy rồi thì nó sẽ làm xước cái tay của mình sau khi mình rửa. Và cái thời gian mà mình cầm cái khăn mình rửa nó rớt lên rớt xuống nó rất là bất tiện. Trong khi các bạn có thể là đeo vô tay hoặc mình rửa đó, rửa tới đâu là sạch tới đó rất là nhanh. Lốc máy rồi, những cái phần mà sâu ở trong lốc máy rồi những cái cổ bô máy trên thì chúng ta có cái cây cọ nhỏ, nó có cái đầu lông đều hết, tại ở đây thì mình để hết ở trong nhà rồi đó. Thì mình có thể là đút vô cái cán nó dài, mình đút vô tới trong cái lòng máy đồ, những cái khe đồ mình có thể là chà rửa đồ nó sạch sẽ hết. Thì các bạn sẽ giảm cái thời gian mà mình rửa cái xe rất là nhiều đó, mà lại đem lại hiệu quả cao kinh tế. Thì cây cọ đó thì chỉ có 10.000 một cây thôi, chứ không có mắc lớn nhỏ gì cũng 10.000 hết. Bao tay thì là 50.000 một cái, bao tay rất là dày và êm ái. Khi mà mình rửa xe thì các bạn rửa thì các bạn có thể hay lo là cái vấn đề mà bị xước lông mèo. Mình rửa bằng cái khăn thì nó có đất cát nó bám lên, thì mình chà rửa lên trên cái bề mặt này nó sẽ bị xước. Còn cái bao tay của mình nó có những cái lông mềm, khi mà mình rửa lên lỡ mà cái bao tay nó có dơ chăng nữa nó cũng không có làm xước cái bề mặt của cái sơn xe. Đó là những cái mà hiệu quả của bộ rửa xe mình bán. Hey, man.